Xin chào, xin chào mọi người nhé, mình là Minh Hiển đây à, Hôm nay thì có một cái kèo rất là hay và là mới được cập nhật Thì à, hiện tại thì Timo đã chính thức đó là có cái chương trình affiliate dành cho thị trường Việt Nam nhé à, Như mọi người có thể nhìn thấy này Thì à, khi mà mọi người đăng ký thì mọi người sẽ nhận được là 50.000 đồng vào trong tài khoản Và khi mà mọi người giới thiệu một người thành công, đăng ký thành công, mọi người sẽ nhận được 150.000 nhé à, thì ở đây thì mình có chia sẻ trên cái link Facebook của mình đây Thì à, mở tài khoản là 50.000 này đăng ký nhận người mới là 550 000 này và mọi người có thể là làm được cái affiliate sẽ nhận được hoa hồng từ 10 đến 30 phần nhé thì khi mà mọi người có thể là tham gia kèo này thì mọi người sẽ ấn vào link ở dưới phần mô tả nhé thì khi mọi người ấn vào link thì mô tả sẽ ra cái giao diện như thế này đây mọi người sẽ nhìn thấy không ạ cái giao diện của chương trình affiliate tại Việt Nam mà của Timu này đây là một chương trình rất là mới và cũng như là cập nhật hot nhất ngày hot nhất nhé thì đối với các bạn là sẽ lúc này sẽ có hai cái trường hợp Trường hợp 1 là mọi người sẽ hiện ra được cái thông số như thế này, những cái thông tin về uh, kiếm tiền hoa hồng bằng tiếng Việt. Và trường hợp thứ hai là mọi người sẽ ấn và mọi người sẽ không hiện ra cái này mà mọi người sẽ hiện ra bằng tiếng Anh đúng không? Thì mọi người sẽ ấn vào phần thay đổi, ấn vào góc bên phải này. Ở à, góc bên phải có cái chữ mũi tên này này. À, thì mọi người sẽ thay đổi quốc gia nhé. Thì thường thường với những cái người nào mà đăng đăng nhập lần đầu tiên ấy thì mọi người sẽ phải nói là mặc định là của bằng bên Mỹ đây mọi người không thấy không có rất nhiều những quốc gia này thì mọi người chỉ việc là thay đổi cái phần quốc gia này từ cái nước khác sang Việt Nam và chọn ngôn ngữ là tiếng Việt nhé và sau đó mọi người quay lại cái phần link ban đầu như này và mọi người ấn phần bắt đầu à, sau khi mọi người ấn phần bắt đầu thì mọi người sẽ nhập cái thông tin của mọi người bằng email hoặc số điện thoại của mọi người vào đây thì cũng đăng ký rất là đơn giản thôi mọi người nhập cái email của mọi người uh, hoặc số điện thoại thì sau đó sẽ có một cái mã code về cái mã code nó như này này em mọi người thấy không ạ cái mã code nó như này này thì nó sẽ mọi người cốt mọi người nhập vào và đăng đăng ký là sẽ th thành công thôi thì sau khi mọi người đăng ký thành công thì sẽ ra cái giao diện như thế này được chưa thì mọi người cùng tìm hiểu cái giao diện như thế này nhé đầu tiên là mọi người sẽ nhận được là 50.000 này 50.000 trong tài khoản này và thứ hai là uh, nó, nó, nó sẽ có cái điều kiện rút tiền nhé mọi người cùng có thể tìm hiểu lại cái điều kiện rút tiền của nó đây thì là có những cái lợi ích này đầu tiên là nhận được 50.000 này thứ hai là giới thiệu bạn bè thì sẽ nhận được 150.000 này và thứ ba là mọi người sẽ nhận được cái mức hoa hồng từ 10 đến 30% khi mà có cái người mua hàng trên cái link giới thiệu của mọi, của của mọi người và cái thứ ba cái, cái thứ tư đó là mọi người có thể dùng chung một cái giảm giá này là 1,5 triệu này Đấy, có rất nhiều những cái ưu đãi mới khi mà nó để nó kéo những cái user mới mọi người cùng cập nhật nhé thì ở đây thì mọi người cùng đọc những cái thông tin này ví dụ như là tài đây nhận được 10 đến 30% tiền hoa hồng này mọi người đọc những cái thì, uh, thông số của họ này với những cái đơn hàng giá trị này thực tế cho mỗi giao dịch mua đủ điều kiện này ở đơn hàng từ 0 đến 1 triệu 3 này 1 triệu 250 nghìn này sẽ được là 10 hoa hồng này trên 2,5 triệu là 30 phần hoa hồng này đấy và mọi người có thể nhận được là à, uh, cái số tiền là 150 nghìn này thông qua những cái điều kiện như thế này mọi người có thể đọc không ạ đọc cái điều kiện của họ nhé và tiếp theo là mọi người nhìn cái phần hoa hồng này đây, màu hồng này chính là cái mà mình vừa chia sẻ này, hoa hồng đây. Có rất nhiều những cái ưu đãi thì mọi người có thể là nhanh tay tham gia cái kèo này và có thể chia sẻ đến mọi người để uh, có thể là nhận được những cái ưu đãi sớm nhất nhé. Đây, uh, mọi người chỉ cần uh, giới thiệu link thì mọi người ấn vào phần chia sẻ liên kết này và mọi người ấn vào phần sao chép liên kết hoặc là email hoặc là twitter hoặc là chia sẻ lên facebook hoặc là pinterest nhé. Đây, có rất nhiều ở những cái thông số như này thì mọi người có thể là tham gia cái kèo này thì ấn vào link ở dưới phần mô tả nhé. Nếu mà mọi người có cái thông tin nào mà cần cập nhật thì mình sẽ để một cái Zalo ở bên dưới thì mọi người có thể là liên hệ qua cái nhóm để có thể là cùng cập nhật những cái thông tin mới nhất từ cái kèo này nhé.